Từ 6 giờ sáng nay, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là lần thứ hai thành phố Hà Nội thực hiện việc giãn cách kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện. Người dân thủ đô đều có tâm lý vững vàng, bày tỏ quyết tâm đồng lòng cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh. Tại một số siêu thị Hà Nội, sáng nay hàng hóa dồi dào, phong phú, lượng khách mua không quá đông. Mỗi người mua với số lượng vừa phải, giá cả bình ổn. Một số siêu thị gần các khu dân cư có lượng khách lớn sẽ mở cửa từ 7 rưỡi sáng phục vụ khách hàng. Ngoài ra, siêu thị còn có dịch vụ đi chợ hộ hoặc đặt hàng online. Khách đến mua hàng đều phải thực hiện quy định giãn cách, đứng xếp hàng lần lượt. Thông tin của nhà nước là đầy đủ phục vụ các nhu yếu phẩm cho nhân dân nên tôi chẳng sợ gì cả. Cứ đi chợ 2-3 hôm tôi lại đi một lần. Nhà gần chợ này rồi là các thứ là mình cứ tin vào trong đảng nhà nước mình cứ thực hiện thôi. Em thấy mọi người mua nhiều vừa đủ, không cần phải tích trữ vì mọi người cũng nắm được thông tin, tức là Sở Công Thương sẽ cung cấp đầy đủ hàng hóa cho người dân. Tại một số chợ dân sinh truyền thống, chợ cóc, chợ tạm, vẫn còn tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng với tâm lý tích trữ hàng hóa. Hôm nay, ngày rằm tháng 6, lượng người tập trung mua đông hơn, các phường tăng cường lực lượng nhắc nhở người dân. Thì họ sợ giãn cách xã hội thì họ đi sợ không ra đường ấy. Nên chấp hành, mà phải chấp hành bởi vì lo cho mình và lo cho mọi người. Chứ bây giờ mà để ồn ào như thế nhiều bằng cái dịch nó vào nghĩa là ở trong thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các nước ấy hay lan đi thôi, xe nhiều quá, sợ quá. Nói thật, lo cho mình thôi, lo cho tất cả mọi người. Ý thức trách nhiệm của mỗi người dân lúc này là vô cùng quan trọng. Mỗi người sẽ phải cố gắng có trách nhiệm với sức khỏe bản thân và cộng đồng. Một khu phố trong khu dân cư mà vốn dĩ là đang tập trung rất nhiều những cửa hàng ăn. Nhưng mà sáng nay như quý vị khán giả đang thấy là tất cả các cửa hàng đều đã đóng cửa. Và ngay sau khi nhận được thông tin của thành phố thì vào sáng sớm ngày hôm nay thì nhiều chủ cửa hàng đã có mặt ở đây để dọn dẹp và đóng cửa hàng. Bởi vì ở thời điểm này thì trước tình hình dịch bệnh thì rất nhiều người dân đã xác định trong cuộc chiến chống dịch, mỗi người dân không thể đứng ngoài.